Hay, thật tuyệt. Nào nào, hay, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại nóng việc thế? Hôm nay là hội qua cát của Thành Địch Đạo. Điện hạ, người xem. Đó chính là thiên kim của Lý Đại Nhân Thành Địch Đạo. Lần trước cô ta bắt chúng ta đó. Chính là cô ta sao? Chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi. Thật sự xin lỗi. Vị cô nương này, lần trước cô bắt chúng ta, lần này lại muốn ép chúng ta. Cô nương có ý gì đây? Ta đang cho huynh cơ hội thể hiện bản thân đó. Đa tạ ý tốt của cô nương, tại hạ thực sự không có tâm trạng. Không có tâm trạng? Không có tâm trạng thì không ở trong chùa đi, còn chạy đi xem qua ư? Cắt lỗ, cẩn thận. Mau chạy đi, mau chạy đi. Cắt lỗ, mau. Cắt lỗ, mau. Mau, đi mau. Cắt lỗ, đi. Dừng lại. Cắt lỗ, trúng độc rồi. Làm sao đi? Về Ngọa Long Tự đi. Viên Quang Pháp Sư nhất định có cách. Không về, huynh vẫn tâm nhìn hắn chết sao? Cát lỗ, cát lỗ à, lẽ nào đến ngươi cũng muốn bỏ ta sao? Chăm sóc cậu ấy. Cát lỗ, mau đi. Cẩn thận. Mau đi. Không sao, bên này. Nào, người đâu? Cẩn thận chút. Cẩn thận. Nào, đến giúp đi. Cẩn thận. Cẩn thận.